Và ngay sau đây sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết cực đoan và hệ lụy tại một số quốc gia trên thế giới. Cơ quan phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán Trung Quốc vừa đưa ra phản ứng khẩn cấp độ 4 đối với lũ lụt trong bối cảnh mưa lớn đang gây nhiều thiệt hại tại các khu vực phía nam nước này. Tại tỉnh Quảng Tây, hơn 100 thị trấn đã bị ngập nước bởi những trận mưa như chút liên tiếp từ 24 đến 36 tiếng. Có nơi ghi nhận lượng mưa kỷ lục hơn 440mm. Tỉnh Quảng Tây cũng đưa ra mức báo động ứng phó cấp 4. Lượng mưa vừa đến mưa to được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra tại các khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Vân Nam đến đêm 11 tháng 6, còn tại tỉnh Quảng Tây kéo dài đến ngày 12 tháng 6. Theo Văn phòng Khí tượng Anh, nhiệt độ tại nhiều vùng có thể lên tới 31 độ C kèm theo nguy cơ mưa rào, mưa đá và gió giật. Cảnh báo mưa dông ở mức vàng có thể gây gián đoạn giao thông, cắt điện và ngập úng cục bộ đã được ban hành ở Suez, phần lớn vùng phía Nam và Trung của xứ England và xứ Scotland. Nắng nóng và mưa dông có thể tiếp diễn tới ngày 12 tháng 6. Canada đang phải trải qua giai đoạn khởi đầu mùa cháy rừng tồi tệ nhất với 2.392 vụ cháy từ đầu năm đến nay và 4,4 triệu hectare bị thiêu rụi. Con số này gấp 15 lần mức trung bình hàng năm. Hơn 13.000 người ở các thị trấn miền Bắc Quebec đã phải đi sơ tán và sẽ chỉ có thể quay trở lại sớm nhất là vào tối ngày 12 tháng 6. Giới chức tỉnh Quebec cũng ước tính có khoảng 1.200 lính cứu hỏa, trong đó có hơn 100 người từ Pháp cùng tham gia dập lửa. Dự báo thời tiết cho thấy sắp có mưa tại khu vực, nhưng tình hình trong vài ngày tới vẫn ở mức nghiêm trọng.